Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Pranrogin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về franrogin cũng như cách sử dụng thuốc thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần spiramycin Metronidazole Tinh bột mì Lactose Magnesi stearate HPMC dioxide Sodium glycolastate Erythrozolec Một viên nén bao phim Chỉ định thuốc được sử dụng để điều trị. Nhiễm trùng răng miệng cấp tính, mãn tính hoặc tái phát, đặc biệt là áp xe răng, viêm tấy, viêm mô tế bào quanh xương hàm, viêm quanh thân răng, viêm nướu, viêm miệng, viêm nha chu, viêm tuyến mang tai, viêm dưới hàm, phòng ngừa nhiễm khuẩn răng miệng hậu phẫu. Chống chỉ định. Người có tiền sử quá mẫn với spiramycin và hoặc imidazon. Trẻ dưới 6 tuổi do dạng bào chế không thích hợp tác dụng không mong muốn rối loạn tiêu hóa đau dạ dày buồn nôn nôn mửa tiêu chảy phản ứng dị ứng ngoài da nổi mề đay liên quan tới metronidazole vị kim loại trong miệng viêm lưỡi viêm miệng giảm bạch cầu vừa phải hồi phục ngay sau khi ngừng thuốc hiếm thấy và liên quan tới thời gian điều trị kéo dài chóng mặt mất phối hợp mất điều hòa dị cảm viêm đa dày thần kinh cảm giác và vận động nước tiểu có màu nâu đỏ Sử trí. Ngừng điều trị khi bị chóng mặt, lú lẫn, mất điều hòa. Kiểm tra công thức bạch cầu ở người bị rối loạn tạng máu hoặc điều trị liều cao và kéo dài, giảm liều ở người suy gan nặng. Do có độc tính với thần kinh và làm giảm bạch cầu, cần chú ý khi sử dụng cho người bị bệnh ở hệ thần kinh trung ương và người có tiền sử loạn tạng máu. Cần báo trước cho người bệnh về phản ứng kiểu đi phi giam, nếu dùng thuốc với rượu. Cần thận trọng khi phối hợp với warfarin. Uống metronidazole có thể bị nhiễm nấm Candida ở miệng, âm đạo hoặc ruột. Nếu có bội nhiễm phải dùng cách điều trị thích hợp. Cách dùng. Người lớn, 2 viên mỗi lần, 2 đến 3 lần mỗi ngày, uống trong bữa ăn. Trường hợp nặng điều trị tấn công liều có thể tới 8 viên mỗi ngày. Trẻ em 6 đến 10 tuổi, 1 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. Trẻ em 10 đến 15 tuổi 1 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc. Tương tác thuốc Dùng spiramycin đồng thời với thuốc uống ngừa thai sẽ làm mất tác dụng phòng ngừa thụ thai. Liên quan tới metronidazone, khuyên không nên phối hợp, disulfizam có thể gây những cơn hoang tưởng và rối loạn tâm thần. Alcohol, hiệu ứng antabus nóng, đỏ, nôn mửa, tim đập nhanh. Thận trọng lúc dùng theo dõi công thức bạch cầu trong trường hợp có tiền sử rối loạn thể tạng máu hoặc điều trị liều cao và hoặc dài ngày. Trong trường hợp giảm bạch cầu, việc tiếp tục điều trị hay không tùy thuộc mức độ nhiễm trùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Franrogin đồng thời biết cách sử dụng Franrogin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.